Lên trên biển để
giữ sát phàm lưu vong, và chờ ngày trở về theo lệnh của cha mẹ. Ngày 16 tháng 2 năm 2017, quả địa cầu sắp sửa xoay chuyển vào thiên tai địa chấn, bệnh tật khổ khắp mọi nơi chiến tranh. Mẹ ban cũng bài kính thiên cho hai, kính thiên là chiếu xuống dần, mở ra chân đạo thiên tâm cụ thể, ấy là ơn phước Phật trời ban cho ai tự làm người làm cha, ấy là chân đạo không xa, luôn luôn quan niệm như là quan âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Con người hãy cho mang hình hài, vì hôm nay tập thánh tiên hạ phàm vào nước Việt, họ có hiểu con nơi linh thiêng nơi này sẽ làm lập ra một cái chánh đạo để thống nhất thế giới. Tại địa mẫu này 6 năm về trước đã cứu biết bao nhiêu nhân loại trên quả địa cầu này. Vậy mà đám vô minh cứ đời đập phá nát cái chỗ này của con, muốn ca gia họ để giữ được cái nơi này để làm luôn miền hậu thế. Đang ngập đấy, chuyện chơi cháy. Mấy con hỏi này. Dạ. Nó cũng nấp nhờ, đừng để dưới nó ngõ. Đi vô phía trong này đứng nè, vô đây đưa đi vô. Bọn nhớ được đi khúc này với này. Chưa. Cái gì đang đứng đây, cha mẹ đây, nãy cha mẹ cũng ở trên đó. Vô đây là nãy tử lớn tuổi rồi, đứng ngoài lạnh vô đây nè ba. Chỗ mà rồi đúng, kiếm đi, kiếm cái bồ đòn gì nữa lắm. Nè nè, nhớ gì quay nghe. Nhớ gì đang quay. Tháng năm trước nghe thầy này, cái điện này kia trong cái vô vi á, lúc đó ngoài đời á cũng khoảng đông hơn vậy, khoảng 100 mấy người cũng đứng đây, còn hai cũng có mấy hòa thượng lớn để mà làm theo lễ nghi của Phật giáo Đại Thừa. Thì sư phụ cũng quỳ ngay chỗ này trong vô vi á. Bây giờ mình thấy mấy đứa con thì tất cả các chư Phật nói gì ngồi ở bông sen đây nè,
cái điện này nó quá lớn á, rất là đẹp, sáng rực trong này. Thì hôm đó những ai mà có mặt ở đây, những người mà đầu tiên có mặt 6 năm trước mà lập ra cái đạo Thiên Tâm á, thì hôm nay mỗi người tản lạc đi mỗi nơi rồi. Trong đó có một số thì mẫu nè, với ông bố đi trong nhà thôi. Thì từ ngày hôm đó tới ngày hôm nay mới chớp mắt 6 năm mà chúng ta thấy quá sức khủng khiếp. Từ thiên tai, địa chấn, kinh tế hôm nay khủng hoảng, rồi sắp sửa nữa. Sắp sửa Việt Nam mình sẽ gặp nạn là đói. Thì khi chiến tranh xảy ra, Việt Nam sẽ đói, thuốc men, những gì mà trên nói cho sư phụ biết, phụ nói lại trên mạng. Còn 20% còn lại là trang á, nhưng mà đa số là chúng đó, ngày hôm nay chúng 80-90% á. Chỉ có những người hôm nay họ sao lãng, lý do họ sao lãng, họ không có hiểu về tâm linh như những cái 100 năm về trước ông bà mình rất là tin tưởng. Nếu mà họ mà tin tưởng thì cái Covid đâu có chết biết bao nhiêu người, chết như là củi thảy đâu. Mục đích cái Thiên Tâm ra đời là để cho nhân loại đến giờ chót sám hối là lúc đó mình bị lock in mấy tháng, là vụ đó lên mạng ở nhẹ là kêu mọi người phải tu đi, thì tự nhiên nó có hào quang thì Covid nó cũng bớt. Nhưng mấy đứa nhỏ ngồi xuống vô trong, không phải dồn mấy đứa nhỏ vô, đừng có đứng ở ngoài đó, đừng có ai đứng ngoài đó. Thì 6 năm thì trước có anh Bắc đứng đây, lúc đó là nó siêu thì còn sống. Ngài thì cũng đại diện về Phật giáo để mà làm mấy cái lễ. Thì cha ngồi ở đây với chư Phật cho chúng sanh chúng ta một cái đạo ra đời. 6 năm sau ngày hôm nay cũng là ngày này, cũng lần đầu tiên hôm nay ngày 16 hộ tổ chức như vậy. Thật sự cũng đâu phải nó là tổ chức, nữa là hiểu, chứ nó tổ chức là kéo về núi Đồng. Có thể năm sau á, năm sau khi mà sư phụ với anh Trang làm giấy tờ xong á, mình lấy là private á, là cá nhân á, thì mình đem mấy nghìn người lên được. Hôm nay nó đang nằm với giấy tờ, đang nằm trên cái bàn đó, đang còn thương lượng. Mà cái đám vô mình á, nó cứ đòi đặt cái chỗ này của mình hoài, nó quỷ mà, chỗ linh thiêng gì hả? Ngộn chúng sanh bởi vì cha cũng lắc đầu chúng sanh luôn. Mẹ có bữa mẹ cũng nói, lúc mẹ thành lập cái trái địa cầu này cách đây chừng mấy tuần, mẹ có nói chứ hụt là mẹ đã để cái chân thiện mỹ xuống cái quả địa cầu này rồi, đã làm mưa thuận gió hòa, làm cây cối xanh tươi, là có đủ đoạn cho chúng ta rồi, đồ ngon đồ lạ đồ hết. Vậy mà chúng ta cứ làm ngược lại không à, cứ đi tìm gì á, đi khoan rồi đi đục đi khoét, rồi mấy con sông ngồi ở đập Tam Hiệp là giống như mấy cái mạch máu của cái quả địa cầu này á, mà nó kẹt đoạn đoạn vậy á, là làm sao mà con người nó lưu thông được. Tôi đi cầu nó giống như cơ thể một người ấy nha, mà kẹt khúc rồi nó khoan rồi lên băng tiết thì nó cứ đập phá. Cho nên chúng ta hôm nay nhiều bệnh tật nó xảy đến, nạn tai xảy đến. Lúc mà càn khôn cha lập ra, nó đi chung với cái hệ thống trật tự của mình. Thế mà mình mà không làm đúng cái quy tắc của thiên nhiên thì tự động chúng ta gặp nạn. Rồi khổ hơn cái là thiện ác nhốt chung, chết chung một đàn luôn á. Mà mấy thằng ác á, nó lên đây nó cũng làm cho chúng ta rất là khổ, thì mình biết rồi đó. Mà cha thì cũng thương, ác rồi cũng là con của mình đấy. Chỉ có một cái là họ hành Phật sao hơn chúng ta chừng vài tỷ năm, chúng ta sẽ đi về trời trước. Hôm nay ngày lần đầu tiên là làm cái lễ này, thì trong tương lai dù còn ở Mỹ hay là ở Việt Nam, mình sẽ từ từ mình sẽ làm lớn hơn.
rồi để cho lưu niệm cho nhân loại. Đạo này là đạo của cha, sau này sẽ hòm thu tất cả các đạo lại, giữa Công giáo, giữa Phật giáo. Chỉ có học Phật mới có từ bi, mới không có chiến tranh, mới không có thánh chiến. Đó là một cái triết lý. Và chỉ có học Phật, gia đình mới hạnh phúc, pháp thế gian không rời xuất thế gian. Thì cho nên đạo Liên Văn chúng ta lấy kim chỉ nam, đó là gia đình phải hạnh phúc. Mỗi ngày chúng ta sáng thức dậy là phải cười, phải happy, không có được vậu với chồng hay không vậu với vợ thì cha mẹ vui. Trên trời cũng vậy, tại vì mình mà một ngày mình không vui, mình sẽ mang biết bao nhiêu negative energy đi với người xung quanh, con mình, vợ mình, hay là vô hãng mấy cô worker của mình nữa. Mình mà vậu vậu hay là bốn cô ngồi neo cái bên cũng vậu theo rồi giũa hư, lúc đó đụng vô thịt người ta chảy máu người ta thưa nữa. Thế nên mỗi ngày chúng ta lấy kim chỉ nam là vui thế gian, nhưng mà tu tinh tấn để được đi về trời. Mai ngọ thiên là cơ hội đi về trời trên 70% rồi, lên thì bát nhã là rất là khó. Tại vì khi chúng ta đầu tiên không có ai hiểu thiên tấn kiệt mình nói gì, cũng không có biết thiên tâm là gì, là tức là rất là khó. Nhưng mà nhảy xuống rất là dễ, khi mà mình sao lãng, mình không đọc kinh, không ngồi thiền mỗi ngày giới thứ 12 á, là chúng ta rớt xuống lịch bịch. Vì mình cứ lo cho cái xác phàm khổ, cứ lo chấp con, chấp chồng, không có làm cho tôi vui. Khi mình không có tu tập, mình không có đọc kinh ngồi thiền thì cái máu của mình nó không có thông. Cho nên thụ dạy làm gì làm, mỗi ngày cứ 15 phút khổ cũng ngồi thiền, vui cũng ngồi thiền, nó làm giống như cái món ăn mỗi ngày. Tự nhiên cái mình nó đi đúng theo cái quy luật như cái đồng hồ vậy, là mình sẽ đến ngày mình rời khỏi thế gian nó cũng nhẹ nhàng nữa. Còn ở ngoài kia những người không có thiền bát nhã, không có đạo thiên tâm, họ không có hiểu, làm sao họ có mấy cái đó, làm sao họ biết được cha lại? Bao nhiêu người biết được thượng đế trên thế gian này, họ biết có đó, nhưng mà họ lơ. Biết có nghĩa là mình phải ngày nào cũng phải thăm cha, cũng lại cha lại mẹ, phải khấn cha khấn mẹ, phải đọc kinh của cha của mẹ thì mới gọi là biết. Chứ còn ở trên thế gian này ai mà không biết ông trời là ai? Chỉ có Phật tử thì họ coi như là giống như bị dạy một bên Phật là cũng đúng nha, đại thừa cũng đúng, chỉ có thầy làm sai thì họ chưa có hiểu. Nhưng mà nếu mà mình có duyên để mà quen với họ đó, từ từ nói cho họ biết, mình cũng tu y chang như họ. Chỉ có một cái là mình phải biết cha biết mẹ là ai. Ở cái quy luật của thế gian cũng giống như quy luật của vũ trụ, của bên của những tầng trời, mình phải biết là ai là tổng thống mình, đúng không? Thí dụ mình biết ông Biden hay là ông Trump. Còn bên đạo Phật họ cứ tu, họ biết Phật, họ biết ông thầy giáo thôi, Phật là thầy giáo, họ không có biết tổng thống, tức là ở trong trường gần mà hạn hẹp thì cũng là ok, chứ không phải là mình nói gì hết. Nhưng mà khổ là cái người mà đại diện cho Phật đó là đại diện cho thầy giáo, dạy sai thì họ hiểu sai. Tại sao mình biết được Phật rồi, mình đọc được Lăng Nghiêm Thập Chú, đọc được Đại Bi, tại sao mình không gán hiểu thêm cha chút nữa thì để mà mình được trọn vẹn là giảng sanh á, là đi về trời á, là giảng sanh. Hôm nay nhìn thấy mấy tử ở xa mà vui về, tụ về đây thấy cũng vui ta. Con cũng rất là có lòng với cha mẹ nha, rất là tinh tấn. Cái hồ chỉ làm được có phần nửa thôi, 50%. Gieo có hạt giống thiên tâm xuống 6 năm nay thì lúc đó cơ trời á bắt đầu xoay chuyển, như là tận thế xoay chuyển. Thì cha cũng canh đúng lúc á, bắt đầu năm 2017
gãy xuống. Thì 6 năm nay quá sức bao nhiêu chuyện thay thiên biến địa của quả địa cầu này, người thì thay đổi, những cái mình không bao giờ mình tưởng tượng ra đó là một cái thế giới tà và chánh đánh với nhau. Xuống quả địa cầu này giữa người tốt và người xấu, trong gia đình mình cũng có người tốt người xấu, dân chủ cũng có tốt xấu, cộng hòa cũng có tốt xấu, thì nó đi từ cái tâm. Từ đó cha anh mẹ nói là đạo thiên tâm chính là ngồi thiền tu tại gia. Tại vì nếu mình đi lung tung thầy này ông nọ chùa này chùa kia chỉ là đi nhóm họp thôi, chứ nó không có mang cái trí tuệ và nó không có ra cái công đức, nó không có ra cái nó mình dễ hiểu là nó không có đem cho mình cái hỷ lạc. Đem mình phiền phức thì có, với tốn tiền thì có. Cái hỷ lạc là cái hào quang á. Mình ngồi thiện nhà mình tu nhà, mình tốt với chồng nhà là chồng tốt lại mình. Mình tu nhà mình khỏi tốn xăng đi đâu hết, ở phương xa hay phương gần, ngồi tại chỗ. Và mình đi theo thầy này thầy nọ thì mình phải chạy theo những gì của những ý chỉ của những gì đó nói, mình làm theo. Nhiều lúc mình làm mình không biết mình làm đúng làm sai, nhưng mà khi mình đã hứa với người, với mấy thầy hay là với bạn đạo trong chùa mình phải làm, thì đến khi mà nhìn lại sự việc á thì mình làm sai, thì là mình bị cộng nghiệp á. Mỗi một ngày mình ra đường là mỗi một ngày giống như mình quải cái gì mà người mọi heo ấy, cái bịch đó, cái người á đi lụm trái cây, lụm lúa, lụm mót. Thì có lúc mình lụm được phước, nhưng mà đa số là lụm được tội nhiều. Đừng có nghĩ lúc nào mình trong mấy chục năm trời mình đi chùa là mình có phước không nha, không có đâu. Đại số là khi mà ngày cận tử nghiệp á, là mình đã nói giáo cho giặc mình làm biết bao nhiêu chuyện sai á. Cái quan trọng là muốn tạo phước cho lẹ và muốn tăng tuổi thọ, tự mình phải đi phóng sanh. Khi mà mình nhìn thấy những con vật phóng sanh, không phải là mình đi về Việt Nam mình mua cá là để sẵn ngay bờ hồ với bờ sông ở Sài Gòn á, mình không phải. Phóng sanh nghĩa là mình đi dọc đường nè, mình thấy ổ kiến hay là gì á mình đừng đạp nó, nghĩa là mình phóng sanh mỗi ngày rồi đó. Còn cái câu thì Hưu dạy trên cuốn kinh á thì cũng nên đọc, nhưng mà cái đó cũng là đại phóng sanh á, là đại phước á. Còn nếu mà mình muốn phóng sanh thật sự á, đi những cái bến tàu chơi của Mỹ, thường mấy tụi Mỹ nó hay bắt mấy con cá nó thả với bên tàu nó còn sống á, mình mua mình kêu nó thả ngược lại liền, thì cũng là dạng phóng sanh đó, đi về biển. Còn phóng sanh chỉ Việt Nam thì cũng ok, chứ cũng không biết bảo đảm cái đó là có phước hay không, tại nó nhốt cũng lâu ngày, ở dưới cũng có người giống như là giết nó, mà mình trên này mình thả xuống là giống như mình thả mấy hôm nay ra cho mấy thằng thợ săn nó bắn thì mình cũng là tội đó. Chim cũng vậy đó, là một cách. Thứ hai, mình nên đi cúng dường trai tăng, cúng dường trai tăng cho mấy thầy, mà không phải là mình phải có mắt mình coi nha. Phần nửa thì hụt nói là mấy thầy quốc danh là khác, thầy tà khác. Còn phần nửa đó là thầy chánh cũng có, nhưng mà mấy ổng không có trên mạng. Thì lúc đó mình phải coi, mà đa số bên khất sĩ ở Việt Nam thì người ta là ok nhiều hơn là không có ok. Tức là mấy ông ngồi thiền á, bên khất sĩ á, nên tìm mấy ông đó cúng gia tăng cho mấy ông đó, chỉ mấy ni bịch đó thì mình có phước. Cái nào nó cũng có cái xấu cái tốt, nhưng mà cái thôi mình phải có mắt nhìn bi trí dũng. Đạo thiên tâm chủ yếu là bi trí dũng, đốt rước đi. Đạo thiên tâm chủ yếu gia đình hạnh phúc thế gian, rồi cùng đi về với cha mẹ. Đạo thiên tâm không có phân biệt người giàu người nghèo, đó đến với cha mẹ chỉ là đến bằng cái tâm, chứ không có đến bằng vật chất. Tất cả các đứa con họ thiên huynh đệ tỉ muội thương nhau là thương thật, không có giận nhau lâu nhất là 3 ngày, không có được giận quá 3 ngày.
Và những đứa con ở thiên á, là không có được hỏi chuyện cá nhân của nhau. Ai cũng có một cái quá khứ. Không ai mà có quá khứ ê trời như ông La Sát á. Ông giết 999 người tới cuối cùng Phật cũng nhận ông là đệ tử, ông cũng thành Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều có một quá khứ ê trời, không được hỏi. Chỉ có từ đây giờ đi tới thôi. Còn cái nữa không có được luận tiện nhau. Môn tiền á, nó sẽ mang cái sự tất cả các con đều tu hết. Đứa là lớp mẫu giáo, đứa lớp 2, lớp 3, đứa lớp 9, lớp 10, 11, 12. Nó giả sử như Vân với Mỹ Hạnh tu giỏi. Nó vô mấy đứa mà vừa bước vô thiền á, nó nghe lại nhã, nó nghe phát chán, không nói chuyện. Thì cái bắt đầu thấy có sự gì biệt nhưng không phải. Tại vì khi mang thân phàm, mấy đứa cũng là vẫn còn có một chút tham sân si trong đó. Tất cả tu là sửa rồi mà, đâu phải nó tu cái là thay đổi hết đâu. Cho nên không có được kéo phe nữa. Mỗi lúc còn cầm cái đuốc đi. Một đứa ví dụ như một đám kéo theo Thiên Văn rồi. Không có đây à? Không có đây à? Đấy. Ví dụ kéo theo Thiên Văn. Nhưng mà đóng đây Thiên Văn làm sai cái ăn đóng kia không chịu tù. Không biết là đi xuống địa ngục mình Thiên Văn chắc rủ theo đâm cho vui cái gì á. Cho nên mỗi chúng ta là riêng hết nha. Cả sư phụ cũng riêng nữa. Dù chỉ là người truyền tin cho cha và mang thân phàm. Tuy là thù là thái tử nhưng mà cũng là như mọi người thôi. Cũng mang thân phàm sáng ăn tối ngủ. Chỉ có một là không có dễ sân si như mấy con đó. Nhưng mà mình cầm được cuốn kinh mình ngồi thiền là mình đã là hơn cả dạng dạng người lăn xăng ở dưới núi rồi. Họ đâu có được như vậy đâu. Ví dụ như mấy lãnh đạo mà chịu mà ngồi ở đây mà nghe Hữu nói chuyện, mấy ổng đâu có làm bao nhiêu chuyện tan tác. Nơi này ngày xưa rất là hô sơ đúng không? Thì lúc đó cái hội trường cũng chưa có sửa, hội trường không có sử dụng được. Hội trường làm cũng 1-2 năm á, phải làm cái đà dưới rồi đổng bỏ tường rồi vô. Rồi chỉ có cái chỗ này, lúc đó cũng chưa có cái thư viện nữa. Tức là chưa có gì hết. Rồi cái này á, nó chỉ có cái trên này, dưới thì cũng yếu lắm. Chứ phải bỏ cột ở dưới, nên mình mới ngồi đâm được nè. Và đồng thời á, bỏ tường vô. Thời những năm đầu á, nay nó mỗi chiều nó xuống mấy chục con á, bây giờ nó bớt rồi. Thì nay nó tới, thì mình phải làm cửa sắt để cho mấy con nai nó không có đi vô trong này. Không có vô để mà làm quét tượng đồ này nọ. Nơi này rất là linh thiêng, cúng biết bao nhiêu người bị âm, bị này bị kia. Những người mà ra số là ngay chỗ này nè. Ai mà bước vô đây mà có linh căn á là nằm dãy lăn cù cù khóc hồ hù hù rồi cái càng ngàn người vậy. Đó là vì khi mình nhìn thấy được cha mẹ lúc nào trong phòng này á, cũng có mấy vị hộ pháp để mà giống như đứng canh gác này. Nơi này là nơi linh thiêng của Thiên Long Sơn. Những nơi khác không có. Giống như Việt Nam, Điện Đá Hồng Thiên là nơi linh thiêng nhất ở bên Việt Nam. Không có nhà, không có ai mà vô đó mà làm một trượt trong đó. Núi này hôm nay mình lấy mình đã qua bao nhiêu cực khổ, tốn gần 3-4 triệu bạc mà cũng không có tới đâu. Thôi thì lấy lại chỉ dành cho con họ Thiên, đó là người Việt Nam lên được thôi. Từ xưa giờ mình phấn đấu, mình xin đủ hết
để cho tất cả mọi sắc dân, có nghĩa là pháp lực. Cho nên khi mình không được pháp lực thì những cái người Mỹ, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ, nhất là Ấn Độ, Phi, người Campuchia, người Lào, hồi xưa họ trên này đông lắm, họ không có đủ phước. Trong lúc này nha, trong tương lai nếu như Hụ nổi tiếng thì có thể mấy thằng đây nó nể, chứ trong mắt của tụi nó Hụ bây giờ là giống như một người Á Châu vậy. Nó trong mắt của nó Việt Nam hay Tàu là giống nhau á. Tại giờ nó cứ nghĩ là mình lấy đất của Cali đây mình mua, nó không có kỳ thị đó, cộng lại nó quá sức không có hiểu là người Việt Nam mình, tất cả ngoại đâu có một cái nơi nào của là người Việt đâu, kiếm một nơi cắm dùi cũng đâu phải dễ. Thì trong lúc này nó tóm lại là người ngoại quốc, ngoài người Việt Nam, người Tàu Đài Loan, Tàu Hồng Kông và Tàu Mainland China cũng không có đủ phước để lên được trên núi này nữa. Với toàn hội thiên nhà người Việt Nam thì mà từ nay mình gán giữ như vậy. Bà trên cũng tại vì khi xuống thế gian này, thật sự mấy cái này cha để cho tâm của mọi người xoay chuyển, có nghĩa là mấy cái tụi theo đây á, người Mỹ nó làm việc á, nó cũng là con của cha mà, thì để coi cái tâm của nó như thế nào. Nếu mà ngày xưa nó ăn hiếp Chúa Giêsu mà hôm nay mà nó ăn hiếp cái phụ thì chẳng một bài học mấy nghìn năm nó không có học được. Nhưng mà thật sự nó ăn hiếp te tơ luôn á. Hồi qua Mỹ này bị kỳ thị từ ở việc làm cho tới trên núi này. Cả mấy mục sư cũng lắc đầu, nó trong bao nhiêu trăm năm nó chưa bao giờ nó thấy ai mà khổ nạn như Thiên Tướng Kiệt này. Làm bao nhiêu nghìn năm nó đâu có học được cái bài học đâu. Có một lần ở trên nói mở cửa Thiên Ông Sơn là cũng là một cái, đóng cửa cũng là có một cái lý do tốt của nó, nhưng mà cái lý do tốt như thế nào thì mình chưa thấy, mà thấy trước mắt là dù tốn quá nhiều tiền để mà cố gắng mở cửa Thiên Ông Sơn hợp thức gọi là public. Còn mấy vị nói có thể là chắc sau này hay gì, sau này nó hối hận á, chờ nói hận gì sao mấy nghìn năm nay đóng đinh Chúa rồi, ba cái đinh không hối hận đi, mình đâu có làm gì sai đâu. Đứng lên quay rồi đó mà. Con đang bị đông các con đi. Rồi. Ok, hôm nay mình ngồi mình làm một cái lễ kỷ niệm ở đây, ngày 16 tháng 3 năm 2023 là năm thứ 6. Năm thứ 6 là cha với mẹ mang cái đạo xuống trần cho chúng ta. Thì hôm nay tất cả các đứa con hội thiên ngồi ở đây, bây giờ từ đứa nói con là con có cha mẹ thiên gì nha, thì cũng nói trước rồi mấy con nói sao. Thì sao không mấy con nói tất cả chúng con đại diện cho tất cả hội thiên trên quả địa cầu này, cảm ơn cha mẹ cho chúng con chiếc thuyền Bát Nhã để được đi về. Con Thiên Tướng Kiệt cảm ơn cha mẹ cho chúng con cái đạo. Rồi đứa nào tự nói tên, rồi tất cả chúng con hôm nay đại diện cho tất cả đứa con hội thiên trên thế giới cảm ơn cha mẹ. Hôm nay 6 năm về trước đã ban cái đạo xuống trần để mà cứu độ nhân loại trong thời tận thế này. Sau này nhân sinh sẽ mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng tu hành tinh tấn và hướng thượng. Trái tim là cái tâm của mình là bình đẳng, cái này là tâm bình đẳng hướng thượng, trái tim của mình phải quay về hướng trời là hướng thượng. Còn cái dấu đó là cái dấu nghiêng á, là bình đẳng hướng thượng. Cho nên cái dấu này là của thượng đế, là của cha.
sau này tất cả các đứa con hậu thiên cũng không có được thờ chân dung của Thiên Tướng Kiệt hay là gì hết, có thể để hình như bạn bè trong nhà thì được. Khi sau khi sư phụ về trời, chỉ theo giới luật và theo cha theo mẹ theo hội đồng chư Phật mà nương theo đó mà đốt đuốc đi. Hôm nay con rất là mong cha mẹ cảm ứng chứng minh tất cả lòng thành chúng con khắp nơi xa gần quy tụ về nơi này. Rồi đi xuống dưới thư viện ngồi đi.